Phan Đại Nam kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là chiều ngày thứ 6, 7 tháng 12 2018. Chúng tôi đang có mặt tại buổi giải thiệt gây quỹ của Hội Thiện nguyện Thánh Luca được tổ chức tại thành phố Anaheim, miền Nam California. Và đứng kế bên cạnh chúng tôi là hai thành viên ở trong ban tổ chức, cô Kim Linh và cô Thanh Thảo. Hai cô có thể cho biết, trước tiên Kim Linh cho biết sơ qua về hội thiện nguyện của Thánh Luca. Dạ vâng, thì trong cái thời gian mà hội hoạt động cũng được 3 năm rồi ạ. Thì cái gì nó mới bắt đầu nó cũng có nhiều cái khó khăn, nhưng mà mình học hỏi từ những cái khó khăn đó. Và dần dà thì hội đó được những quý ân nhân gần xa qua truyền hình thì càng ngày càng biết về hội nhiều hơn. Và nhất là năm nay thì rất là nhiều ân nhân ở xa và cũng như ở gần gọi và động viên cũng như là gửi những cái đóng góp đến giúp cho hội. Thì cái công việc của hội là nhằm mục đích là giúp cho các trẻ ở Việt Nam bị tim bẩm sinh nhưng mà gia đình hoàn cảnh quá nghèo, không có khả năng, thì hội đã hợp tác với lại hội Caritas ở Việt Nam, với các cha và các sơ bên đó, thì hai bên là hợp tác với nhau để muốn làm một cái điều gì đó để giúp cho các cháu. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi cũng được biết là cô Thanh Thảo là thủ quỹ của hội, nhưng mà đồng thời cô cũng là cái người mà thường xuyên về Việt Nam để có theo dõi cái công tác được thực hiện chữa bệnh tim cho các trẻ em. Dạ thưa anh và thưa quý vị, thì năm nay thì em có cơ hội về thăm gia đình được 2 lần, và như vậy cũng sẵn ghé qua thăm Caritas, hội Caritas ở Việt Nam, gặp cha Vincent Vũ Ngọc Đồng và Sarita Theresa Hoàng Mai. Thì mỗi lần như vậy thì sơ dẫn đi gặp các em đã được mổ tim và các em đã bình phục, thì trên đường đi thì sơ cũng nói về tình hình em trước khi đi mổ tim, và bây giờ lúc mình gặp được các em sau khi mổ tim thì thấy các em rất là mạnh khỏe, thì đó cũng là một cái động lực cho hội tiếp tục thực hiện công việc của mình. Thì trong 2 năm qua thì hội, lúc mà hội gửi tiền về cho Caritas bên Việt Nam thì sơ Hoàng Mai là người trực tiếp nhận những hồ sơ của bệnh án của các em từ mọi nơi ở trên Việt Nam gửi về cho sơ. Sơ thông qua những hoàn cảnh rồi bệnh tình của các em, và sơ làm việc với bệnh viện và đến trực tiếp với bệnh viện để đóng tiền cho các em được mổ tim. Kính thưa quý khán giả, như cô Kim Linh nói là hợp tác với một hội từ thiện bên Việt Nam, đó là hội Caritas. Đây là một hội từ thiện của người Công giáo. Vậy thưa, khi mà những cái công việc mà mổ tim, chữa bệnh tim cho các trẻ em đó, hội Công giáo mà đứng ra làm việc đó thì họ có phân biệt là tôn giáo hay không? Dạ thưa, không phân biệt tôn giáo, miễn sao là hoàn cảnh gia đình em đó nghèo, không đủ khả năng thì cứ nộp hồ sơ, thì không có phân biệt tôn giáo. Thì dạ. Mà Thanh Thảo về đó thì thấy cái việc mổ tim cho các em đó, thì cái hội từ đâu mà hội biết các em để mà hướng dẫn các em tới và cũng như là điều trị cho các em? Dạ, hội Caritas thì được ở thành phố nhưng mà có cộng tác với những các toàn các tỉnh ở những tỉnh thành phố nhỏ của Việt Nam, thì những cái nơi đó thì có các sơ các cha ở nơi đó phụ trách, và những cái ở tỉnh người ta gửi hồ sơ về cho cái chi nhánh chính ở Sài Gòn. Dạ. Trong những năm qua thì chúng tôi biết là như là mỗi một đợt mà chữa tim như vậy hình như là có 10 mấy em thôi phải không? Dạ thì tùy theo mỗi hồ sơ, nhưng mà trung bình là trên 10 mấy em thưa anh. Dạ vâng, thì cái số tiền thực sự gửi về nếu mà có dư thì hồ sơ nào mà được mới vô thì sơ cũng báo cáo qua bên hội từ thiện San Lucas để cho biết là có những em mới như vậy thì sẽ giúp các em như thế nào. Thì mình làm việc chặt chẽ với nhau thì để mà những cái tiền mà của ân nhân mà giúp cho các em á thì nó đi đúng đến cái mục đích của mình là giúp cho các cháu càng nhiều càng tốt. Dạ vâng. Một đợt đó mình gửi về bao nhiêu để chữa bệnh cho các em mỗi đợt? Dạ vâng, thì cũng tùy theo cái danh sách của sơ đưa sang, thì mỗi em một hoàn cảnh khác nhau, thì có em thì sơ báo cáo sang là cái chi phí nó là bao nhiêu. Tụi em thì thấy trên danh sách là có thể từ 700 đến 800 đô, có em có thể đến tới 3.000.
thì mình nói trung bình ra thì mình nói là một cái case mình có thể là từ đầu đến cuối, trước và khi mổ và sau khi mổ đều giúp em mà có thể là hồi phục đó, thì mình nói trung bình khoảng chừng 1.200 đến 1.500 cho một em. Là nhờ như vậy. Trong danh sách năm nay thì có tất cả bao nhiêu em trong đó? Dạ trong 2 năm rồi thì hội gửi về khoảng 86.000 thì giúp được khoảng 50 em à. Năm nay thì tùy theo cái cuộc gây quỹ này có được nhiều hay ít thì mình sẽ gửi về số tiền hết. Danh sách các em đó, danh sách các em đang chờ đợi. Dạ sơ đưa cho cái quarter đầu tiên á là 19 em thì phải dạ. Dạ. Vậy nhân dịp đang nói chuyện với quý khán thính giả của đài FPTN thì Kim Linh có lời gì muốn thưa với Đồng Hương, nhất là với quý khán thính giả? Dạ vâng, trước tiên thì Kim Linh và Thanh Thảo đại diện cho hội từ thiện Thánh Lucas gửi lời tri ân đến những ân nhân gần xa. Cái sự động viên và những cái đóng góp nhỏ bé của quý vị là một cái động lực rất là lớn cho chúng em. Tại vì cái công việc từ thiện này nó rất là cũng khó khăn chứ không có đơn giản. Nó cũng chiếm những cái thời giờ riêng tư gia đình của mình. Nhưng mà vì thấy hoàn cảnh của các em, mình cố gắng mình làm hết những cái gì mình có thể được làm. Thì cái động lực của anh nhân đó thì nó là một cái, như em nói là một cái động lực rất là lớn để thúc đẩy mình làm một điều gì đó cho người và cho đời. Thì cũng sẵn tiện đây thì chúng em đại diện cho hội từ thiện Thánh Lucas chúc quý vị ân nhân gần xa và gia quyến một mùa lễ Giáng sinh thật là an lành, hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa. Và Thanh Thảo nói khi quý khán thính giả Đồng Hương mà muốn tiếp tay với hội Thánh Luca thì liên lạc với các bạn như thế nào? Dạ, chúng em có một cái website tên là stlucascharity.org. Sen là viết tắt là ST, Lucas là L-U-C-A-S, charity.org. Thì ở trên đó có tất cả những địa chỉ và số phone, cũng như có thể donate cho tiền ở trên đó nhỉ? Bằng PayPal ạ. Thì Thảo cho biết một vài số phone để họ, quý khán thính giả có thể trực tiếp gọi luôn. Số phone thực sự là bữa giờ Linh nhận được rất là nhiều phone của các cô chú bác gần xa, nhiều lắm. Số phone mà có thể quý vị nghe quen thuộc bữa giờ là 714-822-6133. Thì Kim Linh sẽ cố gắng trả lời những cái câu hỏi mà các cô chú muốn tìm hiểu về của hội Thánh Lucas làm việc như thế nào, thì Kim Linh sẽ cố gắng trả lời. Và sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị một đoạn video. Linh Mục Vinh Sơn, Vũ Ngọc Đồng, đại diện Hội Caritas Việt Nam, có lời cảm ơn Hội Thiện Nguyện Saint Lucas và những ân nhân đã giúp đỡ cho hội. Từ năm 2015 đến nay, thì chúng tôi đã được sự giúp đỡ của quý hội và chúng tôi chuyển sự giúp đỡ đó đến cho khoảng hơn 40 em bị bệnh tim bẩm sinh và với sự giúp đỡ được giải phẫu, các em đã trở lại đời sống bình thường và các em tiếp tục công việc học của các em. Chúng tôi nhân dịp này xin được nói lên lời cảm ơn thay cho các em và quý phụ huynh của các em. Xin Chúa chúc lành cho quý hội được luôn luôn phát triển. Qua đó sẽ có nhiều các em bị bệnh, đặc biệt là bị bệnh tim bẩm sinh sẽ được giúp đỡ. Xin Chúa chúc lành cho hội và trong việc phát triển, hội sẽ đem lại được nhiều ích lợi, nhiều sự giúp đỡ hơn cho những em có hoàn cảnh khó khăn. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng ở đây và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.